Chào các bạn, mình đã trở lại và bây giờ thì chúng ta thấy là hôm qua là đã có một trận tính năng vòng đánh vào bảng World Cup và cũng đã cho chúng ta một cái kết tập phát bao gồm hai cầu thủ 80, một cầu thủ của My Nation và một cầu thủ 80 cộng của quốc gia khác. Giờ mình không biết nên chơi team gì đây. Hy vọng là được một con 90 cộng từ đầu đến bên giờ cày nhiều rồi mà cũng chưa ra con mèo. Cầu thủ Thụy Điển vác đi. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua tính năng vòng bảng Wednesday. Chào mừng các bạn tới Wednesday. Chúng ta sẽ thắng các điểm của các màn khi mà chơi các skill game. Điểm stay có thể được đổi cho các đổi thành các điểm của các bảng khác nhau. Và những cái ở dưới đây thì sử dụng cái điểm của bảng thì có thể tiếp tục hành trình trong cái bảng đấu đó để có thể nhận cái phần thưởng hấp dẫn. Thì cái chế độ Wednesday sẽ được cập nhật với nhiều trận đấu hơn cùng với những phần thưởng đặc biệt trong hành trình FIFA World Cup. Ok. Còn đây là cái tag đầu tiên Group Point là chúng ta đây. Chúng ta có thể đổi thành các điểm group khác. Vâng, khá quen thuộc. Đây lần lượt từ bảng từ A tới H và cho những cái nhóm chưa được. Thì hiện tại là mình đang có 304 điểm là chắc cũng chưa thoải mái đây. Đây. Thì cũng có một cái quảng cáo để chúng ta xem. Hoặc là một cái skill game. Ok, mình sẽ chơi cái skill game để lấy 5 cái điểm gold stay trước. Cái skill game thứ hai thì chúng ta có thể chơi 10 lần và có xác suất để ra điểm Wednesday. Lần lượt chúng ta sẽ đi vô từng bảng. Đây là bảng A, có 4 đội Nga, Ả Rập Saudi, Ai Cập và Uruguay. Thì để chơi map đầu tiên chúng ta cần có 5 điểm A. Map thứ hai là 10, map thứ ba là 20, là tổng là 40. Và sau đó chúng ta sẽ chơi cái chơi khi tốn thêm 15 điểm nữa thì có thể lấy 1.4 chỗ này hoặc là tốn 20 điểm để lấy rất là nhiều skill. Được Zuba, cầu thủ đã làm thường rất tốt vào tối qua. Đây là dạng cầu thủ là Wednesday vs 1. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm cái bảng nào mình có nhiều cầu thủ. Bảng mà có anh thứ 7 á. Bảng B, bây giờ chúng ta xem bảng B thì bảng B có thằng nào. Không. Bảng B thì có Wankado Gudas, Bonto Lucas Vazquez Harris. Không có gì khác lắm. Chúng ta sang bảng C.
Future Matude Cueva Evin. Matude hơi quen thôi. Chúng ta sang group D. Group Musum Banega Praska Musa MF Musa. Bạn này Zikos De Zuru Sekamel và Red. Nhưng mà Red chấn thương này. Bạn này chúng ta có Kuza Chung Maro Gomez Roden và Aquino. Chúng ta Gomez Gomez chỉ sơ cũng không khá. Bạn gà Banega Danilo Badi Yannick Ferric Carasso. Chắc mình sẽ đổi bạn này. Thì số yêu cầu là 10, 15, 20, 35. Bạn hát Endo Ikezo. Và những đội không nghĩa bằng lại. Chúng ta có rất nhiều đội Margin Ok, giờ mình sẽ đổi thử bảng cho anh và Bỉ để anh em xem. Group G 35 điểm. Hiện tại thì mình chưa có 1 điểm thôi. Mình sẽ đổi khoảng, tức là mình đổi 1 lần 30 và 2 lần 3. Ok, tiến thôi. Lần 30. Ba mươi là mười điểm. Chết rồi. Vâng, và chúng ta đổi thử luôn xong với chơi skill với vài đỡ mất thời gian. Vâng, và event này là một dịp để cài con rất là ngon. Nếu mà cài mình chăm thường chăm chỉ thì một ngày có thể kiếm được khoảng là 1 triệu con. Như vậy là chúng ta sẽ đổi được một cầu thủ mà team chúng ta đang để active. Ok, giờ mình sẽ thử đổi sang team 7 à, để mình up team này đã. Ok, bây giờ là chúng ta lại trở lại bảng G thân yêu. Rồi, chúng ta đã có được thêm cầu thủ 32 Carasso. Thì mỗi grab stage nó sẽ tiếp tục. Đây. Grab 2 sẽ là 20 tháng 6. Được 3 25 tháng 6, được 4 30 tháng 6. Nếu mà team của bạn may mắn thì lọc vào tứ kết thì sẽ tạm 7 tháng 6. Bán kết là ngày 9 tháng 7 và chung kết. Này cũng mang hơi hướng một phần dự đoán.
Thì nếu mà mình nghĩ là các bạn nên chọn bảng này hoặc là bảng của Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, hoặc là bảng của Argentina cũng được. Thì chúng ta sẽ có nhiều cầu thủ để lựa chọn ha. Brazil, bảng Brazil cũng khá nhiều cầu thủ. Để mình lắp vào tim này ở không lên được tấm sáu nữa. Ngoài ra chúng ta còn điểm qua một số tính năng khác nếu mà có thay đổi chế độ visa. Đây thì cái stamina ban đầu một star và chế độ, và cái stamina để đá cho các đội tuyển cũng một star luôn, và rất là thuận tiện để chúng ta có thể xây dựng một cái team mới. Tournament thì cuối tuần rồi. Match up thì sẽ tiếp tục cho chúng ta dự đoán với những phần thưởng hấp dẫn. Chúng ta sẽ khi dự đoán sẽ được 10.000 con, và nếu dự đoán đúng sẽ được một win token. Sẽ là cung cấp thì cài tiếp thôi. Như vậy là vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn cơ bản về tính năng One Stay mới. Hy vọng là các bạn sẽ chọn được bản đấu phù hợp. Thì nên mình nghĩ các bạn nên đổi sớm để chúng ta có thể nâng team sớm và cài. Thì hy vọng các bạn có thể chọn đúng bản đấu, chọn mà mình nghĩ là sẽ có đội vô địch và tiếp tục hành trình theo bản đấu đó để có thể kiếm được những cầu thủ overcam. Vâng, và xin chúc các bạn may mắn và có được nhiều cầu thủ cao trong event này. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi thắc mắc anh em có thể comment ở trong cái video YouTube của mình thì mình sẽ trả lời cho anh em ngay. Rồi xin cảm ơn anh em nhiều. Xin cảm ơn anh em nhiều và hẹn gặp lại.